Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ ngày 4 tháng 10. Trong video này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về những diễn biến mới nhất vừa xảy ra tại Ukraine trong 24 giờ qua theo khung giờ địa phương. Trong hôm nay, chúng ta nhận được tin tức có thể nói là quan trọng, tiếp theo có vai trò then chốt trong giai đoạn này của chiến dịch quân sự đặc biệt. Tại sao không phải là thứ nhất? Vì mình nghĩ ai trong chúng ta cũng đều đồng tình rằng thắng lợi của quân đội Nga ở Vuhledar là bước tiến then chốt nhất của họ trong giai đoạn này. Đến hôm nay, mapper thân Ukraine Deep State Map cũng đã đưa ra thông báo và thay đổi lại hệ thống bản đồ, chấp nhận rằng một Vuhledar kiên cố rồi cuối cùng vẫn rơi vào tay quân đội Nga. Vậy tin tức quan trọng thứ hai là ở đâu? Bộ Quốc phòng Nga trong hôm qua đưa ra thông báo quân đội Nga chính thức kiểm soát toàn bộ Verkhno-Kamianka ở mặt trận CV. Đây cũng là một bước tiến hết sức đáng kể. Trong bản cập nhật trước, mình đã nói về video này, cho thấy quân đội Ukraine sử dụng máy bay phun lửa không người lái tấn công vào một hàng cây xa xa ở đường chân trời. Trong video chúng ta có thể nhìn thấy khu vực nhà máy lọc dầu Lysychenko, do đó không quá khó để ta có thể xác định vị trí của hàng cây này. Đợt tấn công được ghi nhận chính xác ở đây trên bản đồ, xác nhận rằng người Nga đã chiếm thêm được một phần của hàng cây, cộng kèm với việc họ đã kiểm soát toàn bộ Verkhno-Kamianka. Thì không chỉ là trong giai đoạn này mà chiến thắng này của người Nga còn là một trong những chiến thắng mang tính chất rất quan trọng trong xuyên suốt chiến dịch quân sự đặc biệt. Giờ thì nếu chúng ta tính toán thử khoảng cách, quân đội Nga chỉ còn cách công trình đầu tiên bên trong thành phố Sinve khoảng 4 km mà thôi. Con số này trên thực tế khả năng cao là ngắn hơn. Vậy ta có thể tuyên bố rằng trận chiến cho thành phố Sinve kể từ ngày hôm nay đã chính thức bắt đầu. Nói qua một chút về Verkhno-Kamianka, lùi thời gian về đầu tháng 9, như bạn có thể thấy, toàn bộ những video chúng ta nhận được đều là các đợt dội hỏa lực và tấn công bằng máy bay không người lái của quân đội Nga, chứ không hề có bất kỳ một video nào xác nhận cho sự hiện diện của họ bên trong thị trấn, hay là họ đã tấn công như thế nào, di chuyển ra sao và có cắm được lá cờ của mình xuống ở đâu không. Nói chung, không có bất kỳ một video nào. Vì thế ta có thể nói rằng cuộc chiến ở Verkhno-Kamianka là một trong những cuộc chiến vô hình nhất kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt được kích hoạt. Và tất nhiên, dù Bộ Quốc phòng Nga đã ra thông báo là như vậy, nhưng đến giờ thì họ vẫn chưa đưa ra bằng chứng lên. Do đó thông tin này chỉ chính xác đối với những người tin vào Bộ Quốc phòng. Quân đội Nga đã thành công đả bại cả 3 lữ đoàn Ukraine được giao cho phụ trách khu vực này. Đó là lữ đoàn không vận số 81, lữ đoàn cơ giới hóa số 54 và lữ đoàn sơn kích số 10 đều là các lữ đoàn tinh nhuệ trong hàng ngũ lực lượng vũ trang. Giờ thì thứ duy nhất chúng ta đều đang chờ là một video xác nhận hay một bằng chứng gì đó được đưa lên đến từ bất kỳ một bên nào. Vì nói gì thì nói, có video xác minh để ta thảo luận thêm bao giờ cũng là tốt hơn. Hãy cùng tiếp tục chờ đợi. Một điều quan trọng nữa là để xem những mapper thân Ukraine như Deep State Map trong ngày mai có thay đổi hệ thống bản đồ hay không. Nhắc lại một lần nữa, nếu như quân đội Nga thực sự đã chiếm được Verkhno-Kamianka, thì cuộc chiến thành phố Sinve có thể nói là đã chính thức được kích hoạt. Xét về mặt chiến lược, thì Sinve là một khu định cư cực kỳ quan trọng, tất nhiên là quan trọng hơn Vuhledar rất nhiều. Ở đây có tuyến đường sắt chạy ngang qua, quân đội Nga hoàn toàn có thể tận dụng cho hoạt động hậu cần sau này nếu như họ chiếm được thành phố. Ngoài ra, Sinve cũng là thành trì cuối cùng, hàng rào phòng thủ cuối cùng của quân đội Ukraine ở mặt trận này. Do đó, nếu như họ mà để mất thành phố, thì khả năng rất cao là quân đội Nga sẽ không gặp bất kỳ một trở ngại nào nữa trong việc tiến thẳng về Slovyanka và Kramatorsk, hay chúng ta còn hay gọi là trái tim của vùng Donbass. Quay trở lại Sinve, những video mà chúng ta nhận được ở đây trong suốt nửa năm qua thì toàn bộ đều là các đợt dội hỏa lực của quân đội Nga. Do đó chúng không có gì quá đáng chú ý. Đối với những diễn biến xảy ra xung quanh khu định cư này thì sao? Hôm qua, mình đã nhắc về việc quân đội Nga gần đây lại đang gia tăng hoạt động quân sự của họ ở khu vực lân cận Zalitnyanka. Sau đó thì mình đưa ra quan điểm rằng có khả năng quân đội Nga sẽ mở một chiến dịch mới ở hướng này với mục tiêu là đánh đến Kaliliki, rồi sau đó bọc hậu CV, chẳng hạn để từ đó cắt đứt khả năng tiếp tế và hậu cần của quân đội Ukraine, đưa lực lượng Ukraine vào thế bao vây và buộc phải rút lui. Bên cạnh đó, trong tháng 9, chúng ta cũng nhận được thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn Vymkha, một thị trấn nhỏ nằm trên một ngọn đồi, và người Nga vẫn đang tiếp tục dấn sâu hơn dọc theo đường sắt. Chưa hết,
Cũng trong tháng 9 thì chúng ta có video cho thấy quân đội Nga cắm được lá cờ của họ xuống khu vực phía tây Sprene, xác nhận rằng đã chiếm đóng toàn bộ khu vực định cư. Vậy lực lượng Nga ở toàn bộ những khu vực xung quanh CV đều đã sẵn sàng cho một chiến dịch tấn công mới nhắm thẳng đến thành phố. Tất nhiên là ở khu vực Pedoritka cũng vậy, khi mà trong ngày mùng 3 tháng 9 thì các mapper có cho quân đội Nga đã dấn sâu hơn và chiếm được toàn bộ khu vực phía nam Pirine. Đối với khu vực phía bắc ở tiền tuyến Kupian thì sao? Trong tháng 9, quân đội Nga cũng đã chiếm được hai khu định cư là Neveke và Makivka. Sau đó thì hiện tại, họ đang cố gắng chiếm nốt khu vực cánh đồng nằm giữa hai thị trấn, đồng thời bắt đầu tổ chức các đợt tấn công hướng xuống phía nam nhắm đến Novosadove. Và theo như các tin tức được đưa lên vào ngày mùng 1, thì người Nga cũng đã chiếm được thêm một vài khu vực cánh đồng. Vậy với việc ở đây, quân đội Nga cũng đang đẩy dần xuống phía dưới. Mình cho rằng mục tiêu tối thượng của họ cũng có liên quan đến CV khi họ đang muốn tiếp cận khu vực phía bắc thành phố này. Tổng kết lại, mình nghĩ từ giờ cho đến cuối năm nay thì quân đội Nga sẽ thành công tiếp cận CV từ nhiều hướng. Rồi sau đó cuộc chiến sẽ nổ ra và có lẽ họ sẽ chiếm được thành phố này trong khoảng từ 4 đến 5 tháng nữa. Quay trở lại với Nam Donetsk, bắt đầu với Vuleda. Như mình lúc nãy đã đề cập, Deep State Map xác nhận quân đội Nga đã chính thức kiểm soát toàn bộ Vuleda. Dựa theo một vài nguồn tin, quân đội Nga cũng đã bắt sống hơn 800 quân binh Ukraine. Con số cụ thể theo như đồn đoán thì vào khoảng 870. Chưa hết, theo một vài kênh tin Nga, trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến, rất nhiều đơn vị Ukraine khả năng là trực thuộc lữ đoàn cơ giới hóa số 72 đã cố gắng tháo chạy khỏi khu định cư lên phía bắc, tìm kiếm cơ hội rút về Bohoy Aplenka, nhưng không thành. 60-70% số lượng quân binh này đã bị hỏa lực của quân đội Nga tiêu diệt và thi thể của họ nằm la liệt dọc theo các hàng cây. Vậy nếu như tin tức này là đúng, lữ đoàn cơ giới hóa số 72 không chỉ là bị mất khả năng chiến đấu, mà có thể nói là họ đã bị quân đội Nga xóa sổ hoàn toàn sau cuộc chiến ở Vuleda. Nói qua về Katerinitka, trong hôm qua chỉ có vài mapper cho biết quân đội Nga đã chiếm được gần như toàn bộ khu vực cánh đồng nằm ở phía đông nam thị trấn. Và hiện tại, đây là đường tiếp xúc giao tranh giữa hai phe. Theo như họ, nói ngắn gọn thì nếu như tin tức này là đúng, quân đội Nga đã thành công tiến sát đến khu định cư và giữa hai phe không còn bất kỳ một hàng cây nào nữa. Đối với Maximilianitka, thì trong 24 giờ qua, quân đội Nga cũng đã mở lại các đợt tấn công trực diện của họ. Đầu tiên là video này, cho thấy họ dội hỏa lực ác liệt vào khu vực phía tây bắc thị trấn, trong khi lực lượng Nga đang di chuyển ở ngay khu vực đông nam. Đây là video thứ hai cho thấy lính xung kích Nga đang tấn công vào một căn nhà. Di chuyển đến tiền tuyến Pokrov, quân đội Nga trong hôm qua lại thành công chiếm mở rộng phạm vi kiểm soát ở khu vực nằm giữa Hinik và Tersukurin. Đây chính là video xác minh được đưa lên bởi quân đội Ukraine, cho thấy một chiếc xe tăng đã nã đạn vào quân đội Nga ở một khoảng cách rất gần. Chiếc xe tăng được xác minh ở điểm này trên bản đồ, còn vị trí mà nó tấn công vào thì là ở đây, xác nhận sự hiện diện của quân đội Nga ở khu vực này. Dựa vào video này thì nhiều mapper đều đã thay đổi hệ thống bản đồ của họ. Hãy cùng nhìn lại các bước tiến của quân đội Nga trong những ngày vừa rồi. Vào cuối tháng 9 thì họ vẫn còn đang ở khu vực ngoại ô Tersukurin. Vậy mà đến giờ họ đã chiếm được toàn bộ khu vực mỏ nằm giữa thị trấn này với Hinik. Tức là ngày nào thì người Nga cũng chiếm thêm được một vài khu vực nào đó. Di chuyển lên khu vực phía bắc, đầu tiên, chúng ta có video xác nhận rằng quân đội Nga đã dấn sâu hơn về phía tây Mykolaivka và thành công kiểm soát gần như toàn bộ thị trấn. Tuy nhiên vì tính chất bạo lực nên mình không thể đưa lên video này. Đối với Surizamep thì họ cho biết người Nga còn dấn sâu hơn xuống phía nam và chiếm được thêm một khu vực nhỏ nữa. Tiếp theo là ở Novotoretske, chúng ta có video này cho thấy quân đội Ukraine sử dụng máy bay phun lửa không người lái tấn công vào quân đội Nga. Video này đã được xác minh vị trí và nó xác nhận rằng người Nga đã chiếm thêm được một khu vực nữa. Ở phía bắc thị trấn này thì ta cũng có một video cho thấy máy bay không người lái của quân đội Nga tấn công vào một chiếc xe tăng của quân đội Ukraine, xác nhận rằng người Ukraine vẫn còn giữ được khu vực này. Trước đây thì mình có đề ở khu vực này là vùng tranh chấp. Ở phía bắc Porok, khu vực Svitle trong hôm qua đã bị quân đội Nga dội hỏa lực rất ác liệt. Lý do là vì đây là nơi có tuyến đường sắt còn lại duy nhất mà quân đội Ukraine có thể sử dụng cho mục đích hậu cần. Đối với tuyến đường sắt ở phía tây thành phố,
thì hiện tại họ đã không sử dụng được nữa do đã bị máy bay không người lái của quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn. Nói qua về khu vực Torez, vài mép bơ thân Nga trong hôm qua cho biết quân đội Nga đã mở rộng phạm vi kiểm soát về phía tây Neonizhivka. Như bạn đã biết, gần đây thì người Nga đang đánh về khu vực các trận địa phòng thủ của quân đội Ukraine ở phía tây New York. Có 8 trận địa thì họ đã chiếm được 3. Và giờ thì quân đội Nga muốn mở thêm một mũi tấn công nữa ở phía bắc, với mục tiêu là đi vòng qua khu vực trận địa này và đánh vào Sukhabanka, để từ đó bao vây toàn bộ lực lượng Ukraine ở đây và ép cho họ buộc phải rút lui, di chuyển đến tiền tuyến Kubianke. Những ngày vừa qua, chúng ta đã thảo luận về đợt tấn công quy mô của quân đội Nga nhưng thất bại. Rồi tiếp đó là việc Bộ Quốc phòng Nga thông báo Vysene đã bị quân đội Nga kiểm soát. Toàn bộ những hoạt động này của quân đội Nga chỉ để phục vụ cho một mục đích duy nhất, đó là từ từ bao vây toàn bộ lực lượng Ukraine ở khu vực cánh đồng lân cận Lozova và buộc cho quân đội Ukraine phải rút lui khỏi đây. Về tận Borova thì càng tốt. Đến hôm nay, có mép bờ thân Nga cho biết quân đội Nga đã cắt đứt được vùng Nhô Lên, kiểm soát toàn bộ khu vực này và tiến sát đến Lozova. Vậy, suy đoán của mình đã đúng. Quân đội Nga trước hết sẽ muốn chiếm thêm các khu vực cánh đồng, rồi sau đó họ mới tiếp tục đánh đến sông Oskin. Đối với video thì chúng ta chỉ có một vài, ví dụ như là video này, tăng thiết giáp của quân đội Ukraine bị máy bay không người lái phá hủy. Có thể là lúc đó chúng đang được cử đi để thực hiện một đợt phản công hay sơ tán lực lượng gì đó. Dọc theo sông Oskin thì tất nhiên rồi, vẫn là các đợt dội hỏa lực của quân đội Nga nhắm vào các nhà kho, kho đạn và các điểm đóng quân của quân đội Ukraine để người Nga chuẩn bị trước khi họ tấn công trực diện vào khu vực này. Di chuyển đến Vovchenko, cùng xem video này, ban đầu thì người đăng tải video nói đây là vụ nổ của một quả bom FAB-9000 lần đầu tiên được quân đội Nga đưa vào sử dụng. Sức công phá chỉ kém bom hạt nhân, nhưng sau đó thì nhiều bên bác bỏ, nói rằng điều này là không đúng sự thật. Quả bom trong video chỉ là FAB-1500 hoặc FAB-3000 mà thôi. Còn nếu như quân đội Nga mà đưa vào sử dụng FAB-9000 thật, thì chắc đây sẽ là dấu chấm hết của tất cả mọi thứ. Di chuyển đến vùng Kursk, sau một quãng nghỉ ngắn, thì quân đội Nga đã kích hoạt lại các hoạt động quân sự của họ, khi trong hôm qua họ dội bom và tấn công ác liệt vào các vị trí của quân đội Ukraine ở Pliokhovo. Sớm thôi thì những đợt đẩy trực diện sẽ được người Nga kích hoạt để họ giành lại thị trấn cũng như ép cho quân đội Ukraine lui về Guevro. Guevro là nơi cuối cùng mà quân đội Ukraine được phép rút lui về. Nếu như họ tiếp tục để mất thêm thị trấn này thì tình hình toàn bộ lực lượng Ukraine ở vùng Kursk sẽ trở nên cực kỳ báo động. Đối với khu vực Kluskovo thì chúng ta có video này được đưa lên bởi tiểu đoàn 225 của quân đội Ukraine, cho thấy họ sử dụng máy bay không người lái phá hủy xe tăng của quân đội Nga. Nhiều mapper sau khi xem video này thì đã thay đổi bản đồ của họ. Nhưng đối với mình thì mình nghĩ là không nên, vì nếu như bạn còn nhớ, cách đây vài hôm, cả hai phe đã có một cuộc giao tranh cực kỳ khốc liệt ở ngay chính khu vực này. Kết cục là bên nào cũng tổn thất tương đối và buộc phải rút lui. Do đó, mình nghĩ video vừa rồi chỉ là một phần trong cuộc giao tranh đó mà thôi, tức là hai bên tấn công qua lại lẫn nhau. Tất nhiên, nếu trong vài ngày tới mà những video tương tự thế này vẫn được đưa lên thì mình sẽ thay đổi bản đồ. Nhưng giờ thì mình nghĩ là chưa. Chúng ta sẽ cần xem xét mọi thứ chậm và kỹ lưỡng hơn một chút. Và đó là tất cả thông tin trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.